chào quý khách hàng. Hôm nay thì bên em lắp bộ dàn karaoke full của CAF cho gia đình của anh Khỏe ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Do cái phòng của anh khách á, thì đặc thù của nó là nó hơi nhỏ nhỏ. Do đó bọn em phải cố gắng mọi thứ nó mới đạt được như cái video này. Mời mọi người xem thử ha. Cặp loa sẽ là CAF SG12 Bass 30. Micro là CAF MI9 Pro. Vang là Q10 CAF, đẩy là CAF Win 28, còn đẩy thằng Thánh nha mọi người. Cái phòng nó hơi nhỏ, do đó cái góc quay á, thì em để nó cũng rất là khó chịu. Thành ra mình quay qua quay lại thì mọi người hay thấy nó nhức đầu ha. Rồi, mời mọi người nghe thử xem coi chất âm như vậy ok hay không nha mọi người. Yeah. Con biết tìm ai để mà giận hơn, đến ngày gặp nhau lần cuối, thương nhớ biết bao giờ nguôi. Mong đẹp đời tôi đã bay cao vời, lời xưa yên trao người, như mây như khói tan rồi. Tựa kề vai em sầu dâng muốn lối, để nghe ái âm xa vời tan nát lòng tôi. Rồi một chiều buồn chìm trên sân ga, con tàu về lạnh lùng dìu em.